Con giơ tay ra cho mẹ. Cái tay nào cho đất sét, giơ ra, giơ cao lên. Mẹ, nhọc nhằn
rằng trẻ xanh. Đêm nay chẳng còn thao thức, mùa nước lớn đinh đinh ra bóng, gánh rau nào đang đầy đôi vai, đêm sao đường ở mẹ nuôi con. Mẹ, ôi trời đất ơi, thiếp con Ly. Dạ con nè. Trời đất ơi, con mới về tới hả? Dạ. Mẹ, mẹ khỏe không mẹ? Khỏe, khỏe re. Con đứng lên coi, đứng mẹ coi coi. Nói gần chút. Dạ. Nè. Dạ. Dạ ơi, mẹ thấy cái kỳ này con về con hơi bị gầy đó, chắc làm việc nhiều lắm phải không con? Đâu có, con cũng không có sao. Con mấy con thấy mẹ gầy nè. Mẹ, con có chuyện này muốn nói mẹ nè. Không may mẹ nghỉ đi bán rau đi. Sao vậy? Tại vì mẹ biết không, mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ già rồi, mà ngày nào mẹ cũng ra ngoài ruộng, mẹ hái bông điên điển rồi đem ra chợ bán. Rồi mỗi lần mà mẹ đi qua cậu tre nó trợt, nó trơn, rủi nó té hay sao. Mà con không có ở đây, con ở trên thành phố, cho nên con không có yên tâm. Thôi mẹ nghỉ bán rau, mẹ nghỉ bán rau đi nha mẹ nha. Đâu có được con, sao tự nhiên con biểu mẹ nghỉ bán rau được chứ hả? Nói nghe nè. Dạ. Mẹ làm lao động là mẹ thích vui, làm cho nó vui, chứ đâu phải làm gì kiếm tiền đâu con. Mẹ còn đi hái bông điên điển được là mẹ còn sức khỏe nè, có khi mà khỏe hơn con á nha. Nhưng mà con thấy không? Thôi mẹ, mẹ nghĩ đi mẹ. Bông điên điển ở quanh nhà mình nó còn trổ cái kìa. Đó, thấy không? Vàng rồi có trơn có trọ vậy đó. Mà còn cây điên điển là mẹ còn đi làm vậy thôi. Mẹ nhắc đến bông điên điển cái con nhớ ghê vậy đó. Con nhớ hồi nhỏ đó, mẹ hay dẫn con đi ra ngoài ruộng hái bông điên điển. Mẹ biết không? Mỗi lần mẹ dẫn con đi, mẹ nhớ có mấy lần con đi qua cái cầu tre giống như mẹ đó, cái con trượt chân con té xuống mấy lần luôn. Nhớ chứ sao không nhớ. Dạ. Con là khỉ lắm, lắc ré lắm. Nó làm bộ nó trợt chân rồi nó xuống long dong, nó bơi lội đó. Nó lội dưới đáy lì lên rồi lại đây té nữa rớt xuống bơi lên. Ghê lắm, biết rồi. Biết cái tính của cô này rồi, quậy đó. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhưng mà có cái bài gì con? Bài gì? À, cái bài hồi đó mẹ thích con hát hoài á hả? Đúng rồi. Cái bài thích con gọi mẹ. Tép con, đúng rồi. Tép con gọi mẹ. Dạ. Thích lắm. Hôm nay con hát cho mẹ nghe đi. Nhưng mẹ nghe với bà con đây cũng thích cái bài lắm đó. Dạ, hát đi nha. Cưng mà, thương mà. Thôi, không dám đâu. Hồi đó không biết ai. Không dám. Hồi đó không biết ai tối ngày cứ đòi đánh con hoài, hâm đánh con hoài. Vậy nha, bữa nay mà không hát là quánh thiệt đó. Không phải quánh giả đâu, quánh nhỏ nhỏ anh nha. Con nói vậy thôi, mẹ thích bài đó hả? Vậy con hát bài đó cho mẹ nghe nha. Tép con gọi mẹ thôi. Dạ đúng rồi, tép bài đó mẹ. Thôi nha, rồi, dạ, rồi mẹ. Hát, hát mẹ nghe. Rồi con hát cho mẹ nghe nha. Đố ai đêm được lá rừng, đố tầng trời cao. Thương mẹ quê ơi, tết con gọi mẹ, mẹ là quê hương, thương mẹ đớn côi, mẹ là quê hương, thương mẹ đớn chị hai. Ai vậy mẹ? Có ở nhà không chị hai?